C2A. Thanh xuân của chúng ta khép lại thật rồi đấy. Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kỳ vọng vào 3 năm cấp 3. Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khao khát về 4 năm đại học. Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để nhớ về tuổi trẻ của chúng ta. Sau này khi bước ra đời, chúng ta sẽ lớn hơn, sẽ giỏi giang hơn, sẽ hiểu chuyện hơn. Nhưng cái giá cho sự trưởng thành là không còn được ở bên nhau nữa. Hãy thật thành công và luôn nhớ về nhau nhé. Tạm biệt không phải là từ biệt, mà tạm biệt là lời hứa sau này sẽ gặp lại. Giây phút này, chẳng hứa sau này sẽ gặp lại nhau khi muôn hoa nở. Chỉ mong rằng đoạn đường phía trước của mỗi chúng ta sẽ thơm như hoa, tươi như lá và ấm áp như lúc được nội trú hai che chở. Các bạn à, chúng ta nhất định phải trở thành phiên bản hạnh phúc nhất của bản thân. Đó không còn là của chúng ta nữa. Và thanh xuân như dần khép lại, có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao lần thất tình, có biết bao buồn vui. Sao ta lại tìm đến đi? Có phải là vô thú thôi? Sao ta chẳng tự cho che cho nhau một lần thôi? Cùng đi dưới đây.